Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Sau việc dự đám cưới của hai ca sĩ hải ngoại Quang Lê Hà Thanh Xuân, cặp đôi ca sĩ hải ngoại của trung tâm thúy Nga Paris đã tổ chức đám cưới tại Việt Nam với sự tham dự của nhiều sao hải ngoại. Mới đây, Quang Lê bất ngờ đăng tải đoạn video lên trang cá nhân kèm câu hỏi mập mờ: Quang Lê và Hà Thanh Xuân đi đâu? Theo đó, anh ăn mặc rất bảnh bao giống như chú rể sắp làm đám cưới, còn nữ ca sĩ mặc áo dài màu hồng, tóc xõa và trang điểm nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt Hà Thanh Xuân luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Quang Lê đùa giỡn với một người bạn rằng phu rể mặc áo này mới đúng. Sau đó Hà Thanh Xuân hỏi: anh thấy hôm nay em mặc chiếc áo màu hồng này đẹp không? Đẹp, hai đứa mình mặc cái gì cũng đẹp hết, á, Quang Lê đáp. Thế rồi cả hai đứng cạnh nhau trông rất tình tứ. Thậm chí đoạn video có cả hiệu ứng trái tim kèm theo hai chữ đám cưới. Người hâm mộ lúc này không khỏi tò mò và phán đoán rằng có khi nào cặp đôi trai tài gái sắc chuẩn bị tổ chức đám cưới. Một lúc sau, Hà Thanh Xuân tiết lộ cả hai đi dự khai trương khách sạn cho một người quen của Quang Lê. Cô nàng lựa chọn chiếc áo dài màu hồng với ý nghĩa đem lại may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên Quang Lê lại cho rằng chiếc áo này phù hợp với việc làm lễ gia tiên trong đám cưới. Đặc biệt anh khẳng định bản thân và Hà Thanh Xuân mặc như vậy rất giống cô dâu chú rể. Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Quang Lê từng chia sẻ. Hà Thanh Xuân cho biết mối quan hệ tình cảm giữa cô và vua cá Coi Thắng Ngô đã kết thúc sau một thời gian ngắn bên cạnh nhau. Trưa mùng 10 tháng 9, trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo cô và vua cá Coi Thắng Ngô đã đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây một năm. Trước đây và đến bây giờ, tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai bên gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của mọi người. Sau lễ cưới ấy, tôi đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn ở cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Hà Thanh Xuân chia sẻ, theo giọng K8X, cô đã sống một mình trong gần một năm qua. Sau thời gian giữ im lặng, cô quyết định lên tiếng để người hâm mộ không phải hoài nghi, hoang mang. Tôi dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân. Mong rằng những gì đã qua là một bài học để tôi được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình, ca sĩ bộc bạch. Hà Thanh Xuân nói, điều cô ưu tiên hiện tại chính là âm nhạc và khán giả. Nữ ca sĩ hy vọng người hâm mộ vẫn yêu thương và tôn trọng chuyện riêng tư của cô, nhất là sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân vừa qua. Tin đồn ly hôn giữa Hà Thanh Xuân và vua cá Coi Thắng Ngô xuất hiện từ tháng 3. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cặp đôi xóa nhiều hình ảnh chung, đồng thời hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Hà Thanh Xuân là nữ ca sĩ bolero nổi tiếng tại hải ngoại được nhiều khán giả yêu mến, sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Nữ ca sĩ từng xuất sắc đoạt giải cao tại cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Gần đây, cái tên Hà Thanh Xuân được dân mạng tìm kiếm nhiều sau khi công khai kết hôn bạn trai đại gia cá Coi hơn mình 13 tuổi. Năm lên 17 tuổi, Hà Thanh Xuân bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình khi tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2005 và đạt giải tư. Sau đó, người đẹp theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh ngay khi còn là cô sinh viên năm 2, Thanh Xuân. Tuy nhiên album đầu của nữ ca sĩ chưa đạt được tiếng vang vì tên tuổi của cô khi đó còn khá mới. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, Thanh Xuân tiếp tục cho ra mắt album thứ 2 có tên Không Giờ Rồi. Cũng chính từ album này mà danh tiếng Hà Thanh Xuân được nhiều khán giả biết đến hơn. Sau một thời gian đi hát tại các tụ điểm phòng trà, người đẹp 8X nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình từ các nhà làm phim. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, Hà Thanh Xuân còn sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên. Đến nay, dù chỉ tham gia hai bộ phim là Anh Em Nhà Bác Sĩ và Mẹ và Con Trai, nhưng ấn tượng mà cô để lại cho khán giả không nhỏ.
Năm 2010, Hà Thanh Xuân theo gia đình sang Mỹ định cư và cộng tác với một số trung tâm giải trí lớn tại đó như trung tâm ACR, trung tâm Thúy Nga PBN. Tại đây, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục thực hiện đam mê đi hát của mình và trở thành giọng ca bolero được yêu mến ở hải ngoại. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 8X còn có nhiều cơ hội diễn vở kịch ở sân khấu Mỹ sau 11 năm định cư tại nước ngoài. Thanh Xuân về nước, thời điểm đó, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên nữ ca sĩ đã rất phân vân xem có nên trở về Mỹ không. Song sau khi được gia đình động viên, cô đã quyết định ở lại quê nhà. Lúc này, Hà Thanh Xuân có dịp tái ngộ ca sĩ Quang Lê và được đàn anh thân thiết giúp đỡ, tìm kiếm show cho cô đi hát, rồi cả hai còn quay MV chung với nhau. Dần dần, Thanh Xuân cũng được dịp xuất hiện ở một ký ức vui vẻ. Thời gian qua, Quang Lê và Hà Thanh Xuân thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Không chỉ song ca ăn ý, hai nghệ sĩ còn thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Hay với những khoảnh khắc đời thường, Quang Lê không ngần ngại xin hôn nữ ca sĩ và sẵn sàng đưa thẻ tín dụng cho cô dùng. Trước mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ, nhiều lời đồn đoán rằng cả hai không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Trước tình huống này, giọng ca sầu tím Thiệp Hồng liền giải thích: cái này mọi người phải hỏi tụi người quản lý trang YouTube của tôi. Tự nhiên quản lý đi quay câu chuyện tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi, đăng lên YouTube rồi đặt tiêu đề vợ sắp cưới của Quang Lê. Lúc đó tôi không biết gì, như kiểu từ trên trời rớt xuống về phía mình. Hà Thanh Xuân tỏ ra thoải mái: điều tôi vui là khán giả không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho anh Quang Lê mà còn cho Hà Thanh Xuân nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt mà. Tiếp lời, Quang Lê khẳng định: nhưng tôi phải xác nhận một điều luôn, Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ở ngoài đời. Chia sẻ này khiến nữ ca sĩ hải ngoại bối rối và nói thêm rằng cô xem Quang Lê như tri kỷ của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.